Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video mới nhất của mình ngày hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta thì là đổi được cái vùng của cửa hàng Zplay nha. Thì cái việc đổi được vùng ở cửa hàng Zplay thì nó để làm gì? Thì mình xin giải thích một cách ngắn gọn như thế này. Thì có những cái game mà ứng dụng thì nó sẽ không hỗ trợ cái khu vực của chúng ta ở. Mình lấy ví dụ như là có những cái game mà ứng dụng rất là hay, tuy nhiên thì ở cái khu vực của chúng ta, cụ thể ở đây là ở Việt Nam thì nó lại không hỗ trợ tải và sử dụng. Còn ở nước ngoài, ở những cái vùng khác, ví dụ như là ở Mỹ, Singapore, Nhật Bản hay là Đức gì đó thì nó lại hỗ trợ và tải được cái game đó. Và nếu như mà chúng ta muốn cũng tải được những cái game mà sử dụng được ở cái vùng Việt Nam thì chúng ta bắt buộc là phải đổi vùng sang cái mã của những cái vùng, những cái quốc gia mà được hỗ trợ sử dụng để tải những cái game hay là những cái ứng dụng đó. Chính vì vậy cho nên là cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể là đổi vùng được cái Zplay để có thể dễ dàng tải được những cái ứng dụng hay là những cái game mà nó không hỗ trợ khu vực của chúng ta là ở Việt Nam nha. Rồi, thì mình lấy ví dụ rất là đơn giản, mình sẽ vào cái cửa hàng Zplay này, mình sẽ gõ cho các bạn cái game là Hay Đây. Đây. Thì sau khi mà mình gõ xong cái game Hay Đây thì nó ở đây nó ghi cho mình một cái dòng chữ rất là rõ ràng này: bạn đang tìm kiếm Hay Đây, ứng dụng này không có trên Google Play ở khu vực bạn đó. Nó ghi rất là rõ ràng là cái ứng dụng này nó không có trên Google Play ở cái khu vực của mình, còn có nghĩa là cái ứng dụng này nó có trên Google Play, tuy nhiên thì ở cái khu vực của mình thì nó không có, tức là nó không hỗ trợ mình có thể tải được ở cái khu vực của mình và mình bắt buộc cần phải chuyển cái Zplay sang một cái khu vực mới thì mới có thể tải được cái game này. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mình sẽ tải cái game này cho các bạn xem. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cái cửa hàng Zplay, mình tải cái ứng dụng là WQVPN. Đây mình sẽ tải về cái ứng dụng này. Cái ứng dụng có tên là WQVPN là đổi IP mạng này. Các bạn sẽ cài đặt cho mình cái ứng dụng này và chờ một chút để cho điện thoại chúng ta đã được cài đặt được cái ứng dụng này thành công. Rồi như vậy là ứng dụng là WQVPN đã được cài đặt ở trên điện thoại của mình và mình sẽ nhấn vào mở nó lên. Ok. Đây là giao diện ở bên trong của cái ứng dụng này. Và các bạn sẽ kéo xuống dưới này, các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần nó là Best Location ở đây, có hình cái con ong ở đây. Và các bạn chờ cho cái quảng cáo này nó hiển thị hết cái số giây, sau đó các bạn nhấn vào dấu X để bỏ qua nha. Vì đây là cái ứng dụng miễn phí cho nên là nó sẽ luôn luôn có quảng cáo và các bạn bắt buộc là phải chờ cái phần này thôi. Đó, các bạn sẽ chờ cho cái quảng cáo nó hết, sau đó các bạn nhấn vào dấu X như này. Rồi, các bạn kéo xuống này. Ở đây các bạn thấy là có những cái phần này, ví dụ như cái phần truy cập nhanh thì nó sẽ có cái khu vực là Việt Nam và Singapore. Ngoài ra thì trong cái phần tất cả này nó có rất nhiều những cái nước, những cái quốc gia trên thế giới, ví dụ như là Singapore này, Frank là Pháp này, Japan là Nhật Bản, Korea là Hàn Quốc này. Đó, United Kingdom có nghĩa là nước Mỹ. Nó có United States này. Đó, nó có rất nhiều những cái khu vực của nước Mỹ. Nó có Australia, Brazil, Canada, Germany là của Đức, Italia, Indonesia, Italia tiếp này. Đó. Và ở đây thì mình sẽ chọn cái khu vực là Singapore nha, mình sẽ nhấn vào phần Singapore và sau đó thì mình sẽ nhấn vào phần kết nối. Đó. Như vậy là mình sẽ nhấn vào phần OK này, nó sẽ ghi là yêu cầu kết nối. Mình sẽ nhấn vào phần OK. Đó, và cái vòng tròn này nó sẽ xoay và nó sẽ ghi là đã kết nối thành công. Kết nối của bạn đã được bảo mật này. Đó, nó ghi là đã kết nối thành công nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở ra. Rồi. Các bạn lưu ý là cái phần xanh này nó hiển thị ở đây có nghĩa là chúng ta đã kết nối này và cái thời gian nó sẽ chạy ở đây để biết là đã kết nối được thành công cái khu vực. Rồi. Đó. Thì cái ứng dụng nó đang chạy ở đây nha. Mình sẽ nhấn vào này. Đó, thì nó đã kết nối thành công nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ thoát ra ngoài. Bây giờ thì mình sẽ vào cái phần cài đặt ở trên điện thoại Android của mình. Mình sẽ vào cái phần là ứng dụng này. Đây, mình sẽ tìm kiếm cái phần ứng dụng nha. Rồi, mình sẽ tìm kiếm cái cửa hàng Zplay. Đây, mình sẽ vào cái phần là cửa hàng Zplay. Tiếp theo thì mình sẽ vào cái phần là lưu trữ này. Đó, mình sẽ xóa cái bộ nhớ đệm đi. Ở đây nó có cái phần bộ nhớ đệm này, mình cần phải xóa đi. Đó, mình đã xóa được cái bộ nhớ đệm rồi. Mình sẽ xóa luôn cái dữ liệu nha. Mình nhấn vào OK này, mình xóa hết cả bộ nhớ đệm lẫn dữ liệu rồi. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào cái cửa hàng Zplay này. Rồi bây giờ mình sẽ thử tìm lại cái game là Hay Đây nha, xem có được hay không. Đấy, mình sẽ tìm cái game là Hay Đây này. Đó, các bạn thấy là bây giờ thì cái game này nó đã được tìm thấy nha. Và nó hiển thị cái chữ cài đặt ở đây, có nghĩa là mình có thể là tải cái game này về và mình sẽ nhấn vào phần cài đặt ở đây xem thế nào. Đó, OK. Mình sẽ nhấn vào cái phần là khi dùng Wi-Fi nha, do là cái game này nó có kích thước lớn, nó tới tận 162 MB, cho nên là mình sẽ dùng Wi-Fi này. Đó. Và cái game này đã được cài đặt ở trên điện thoại của mình này, đang chờ tải xuống nha. Đó. Rồi. Như vậy đây là cái cách thì chúng ta có thể là đổi được cái vùng kết nối trên các Zplay để có thể tải được những cái game mà ứng dụng ở cái khu vực của các bạn mà không hỗ trợ nha. Thì chúng ta sẽ đổi qua một cái nước mà nó hỗ trợ để tải cái game hay là cái ứng dụng này, thì chúng ta sẽ tải nha. Rồi. Mình sẽ quay lại cửa hàng Zplay xem là cái game này nó có tải được hay không nha. Nó đang chờ đây vì do cái wifi của mình là nó cũng chưa
được mạnh cho lắm, cho nên là cái thời gian chờ nó hơi lâu rồi. Ok, và nếu trong trường hợp mà các bạn muốn quay về cái khu vực mà chúng ta đang sinh sống, ví dụ như là chúng ta đang ở Việt Nam, các bạn muốn quay về cái mã VPN của Việt Nam thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ mở lại cái ứng dụng là Kiwi VPN này. Đó, các bạn sẽ nhấn vào phần này để chúng ta tắt đi này. Đó, và các bạn sẽ chọn vào cái phần là ngắt kết nối nhé. Các bạn sẽ quay trở lại. Đó, như vậy là khi mà chúng ta quay trở lại thì nó sẽ hiển thị một cái hình màu trắng như này, có nghĩa là nó ghi đây là chưa kết nối, nghĩa là chúng ta đã thành công và chúng ta tắt cái phần tính năng này đi. Và bây giờ thì để đảm bảo thì các bạn sẽ tiếp tục quay trở lại phần cài đặt. Các bạn vào cái phần cài đặt ứng dụng. Các bạn tiếp tục tìm cho mình cái cửa hàng Safe Play. Đây, cửa hàng Safe Play. Và các bạn vào cái phần là lưu trữ ở đây, các bạn nhấn vào cái phần là xóa dữ liệu, các bạn nhấn vào OK. Đó, như vậy là chúng ta đã quay trở lại được cái mã vùng VPN của Việt Nam thành công. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái cửa hàng SafePlay để mình chứng minh cho các bạn thấy là sau khi mà mình quay trở lại cái VPN của Việt Nam, mình tiếp tục gõ cái ứng dụng là hay đây, cái game là hay đây. Đó, mình sẽ tìm kiếm cho các bạn xem. Đó, thì cái game này nó sẽ không có nữa, mà nó sẽ chuyển ra rất nhiều những cái game để có thể là thay thế ông ta, ví dụ như là game Candy Crush Saga đó. Và khi mà mình tìm kiếm cái game hay đây thì nó sẽ không xuất hiện nữa, mặc dù là trước đó thì mình vẫn tải được cái game này hoàn toàn bình thường, mình vẫn tìm kiếm và tải được nha. Rồi, và trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể là thay đổi được cái mã VPN ở cái cửa hàng SafePlay, giúp chúng ta có thể tải được những cái game và ứng dụng mà ở cái khu vực chúng ta ở nó không hỗ trợ nha. Và video của mình thì xin kết thúc ở đây, hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.